Thưa quý vị, thế giới ảo làm cho hàng loạt người lo lắng thật. Vào tối muộn ngày hôm qua, Facebook, Instagram, Messenger đột ngột gián đoạn trên toàn cầu. Hàng loạt người dùng ở Việt Nam và trên thế giới bị đăng xuất khỏi tài khoản Facebook và không thể đăng nhập trở lại. Một sự cố được cho là khá nghiêm trọng của mạng xã hội lớn nhất thế giới. Sự cố này khiến cho nhiều người dùng trên toàn cầu cảm thấy hoang mang, dù sau đó ít giờ thì tình trạng cũng đã được khắc phục. Khoảng 10 giờ tối ngày 5 tháng 3 theo giờ Việt Nam, hàng loạt người dùng Facebook bị đăng xuất khỏi tài khoản, kết nối bị gián đoạn, nhiều người không thể làm việc, trao đổi. Tôi là một người thường xuyên sử dụng Facebook và đây là nền tảng mạng xã hội mà tôi hoạt động hàng ngày. Ngay lúc này khi mà Facebook đang sập thì tôi đang có một số những cái công việc phải giải quyết ở trên Facebook, cũng như là tôi đang trao đổi với đồng nghiệp và sinh viên của mình trên Facebook. Và khi mà Facebook sập thì tôi đã thử cả trên máy tính và điện thoại thì nhưng mà đều không vào được. Bởi vậy nên là tôi cũng đang bị đình trệ trong công việc một chút và cũng đang phải tìm những cái cách để liên hệ với mọi người qua những cái phương tiện khác. Anh Lê Công Thành, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho biết, ngay thời điểm Facebook gặp sự cố, anh đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người thân, bạn bè phản ánh về sự cố này. Rất nhiều người gọi điện hỏi xem là hình như họ nghĩ là tài khoản Facebook của mình bị hacker chiếm đoạt và họ báo là không đăng nhập được. Và sau khi tôi vào cái tài khoản Facebook của mình thì cũng thấy không đăng nhập được. Thì sau đó tôi lên trên mạng xã hội Twitter. Thì tôi thấy là đây là tình trạng xảy ra trên toàn cầu và rất nhiều người khác trên thế giới cũng gặp tình trạng tương tự. Và nó diễn ra trong khoảng độ 45 phút thì sau đó chúng ta lại vào Facebook được bình thường. Thì tất nhiên là trong cái khoảng thời gian đó thì nếu mà ai mà đang kinh doanh buôn bán, ví dụ livestream ở trên Facebook chẳng hạn, thì sẽ hoàn toàn là không đăng nhập được vào tài khoản và việc buôn bán sẽ bị gián đoạn. Còn lại đa phần những người khác thì có lẽ là nó là một cái cuộc hoảng loạn nhỏ nhỏ thôi. Mọi người chủ yếu là sẽ cảm thấy tưởng như là mình bị mất tài khoản Facebook nhưng thật ra không phải. Nó do cái sự cố của mạng xã hội Facebook trên toàn cầu mà thôi. Meta, công ty mẹ của Facebook chưa lên tiếng chính thức về nguyên nhân của sự cố. Còn tài khoản mạng xã hội X của người phát ngôn Meta thì chia sẻ. Chúng tôi biết là các bạn đã gặp khó khăn và chúng tôi đang cố gắng hết sức để xử lý sự cố này. Tuy nhiên, hãng tin CNN ước tính đã có hơn 500.000 người dùng trên toàn cầu bị ảnh hưởng.